Hamas từ chối đình chiến tạm thời lần hai, vật lộn với các dấu hiệu rạn nứt nội bộ. Hamas lợi dụng hình ảnh ba con tin bị giết nhầm để tuyên truyền phỉ bán Israel. Báo cáo cho thấy Iran và Hezbollah đằng sau cuộc tấn công mạng vào bệnh viện Israel nhằm đánh cắp hồ sơ của các chiến binh IDF. Lực lượng Houthi hứa sẽ phản công nếu Hoa Kỳ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng ở Yemen. IDF tìm ra hệ thống đường hầm khổng lồ bên dưới quảng trường Palestine ở Gaza. Chào mừng quý vị đã trở lại với các cập nhật mới về cuộc chiến tranh chống khủng bố Hamas của Israel. Trên Trillium Reports, tôi là Tony và sau đây mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. trong cuộc họp thương lượng về đợt đình chiến thứ hai, các lãnh đạo Hamas đã thẳng thừng từ chối nhân nhượng cũng như giữ vững việc không cho phép trao đổi con tin cho đến khi IDF lui quân chấp nhận đình chiến vĩnh viễn. Theo tờ Jerusalem Post, lãnh đạo Ismail Haniya thuộc cánh quân sự của tổ chức Hamas đã nói rằng mục tiêu của ông tại cuộc họp là có được thỏa thuận về một cuộc đình chiến vĩnh viễn với sự vận chuyển nguồn viện trợ vào Gaza vẫn phải được phép tiếp tục thông qua các cửa khẩu nhân đạo với lực lượng IDF đang ngày một dấn sâu vào các tâm chấn và tiêu diệt thêm các chiến binh Hamas tại các trụ sở đơn lẻ, cũng như từng bước phá hủy hệ thống đường hầm của Hamas. Các lãnh đạo Hamas đang có những dấu hiệu hướng đến các giải pháp khác nhau để giải cứu tàn dư của tổ chức này. Cụ thể, ngoài việc cương quyết gây áp lực để có một cuộc đình chiến vĩnh viễn, Hamas còn đang bày tỏ các dấu hiệu muốn sáp nhập vào đảng Fatah, là một khối chính trị có tầm ảnh hưởng lớn nhất của chính quyền Palestine ở bờ tây, để bảo toàn mạng sống của các lãnh đạo Hamas trước khả năng IDF sẽ nắm quyền kiểm soát quân sự toàn diện tại Gaza trong những ngày tới. Điều này đã có phần đi ngược lại với mong muốn của thủ lĩnh Yahya Sinwar, người đang muốn chiến đấu với IDF đến cùng. Theo đó, từ chối cân nhắc thực tế cùng những giả thuyết hay viễn cảnh mà trong đó Hamas bắt buộc phải đầu hàng vô điều kiện hoặc sáp nhập vào một đảng chính trị lớn hơn sau khi kết thúc cuộc điều tra, ADF đã tìm ra thêm các bằng chứng cho thấy ba con tin bị ADF giết nhầm vào tuần trước đã lên kế hoạch ứng phó rõ ràng với hy vọng được ADF thành công giải cứu. ADF sau khi điều tra đã tiết lộ rằng các con tin đã trốn trong một tòa nhà gần đó, sử dụng một lớp vải màu trắng để viết chữ cứu bằng cả tiếng do thái lẫn tiếng Anh. ADF thừa nhận rằng các con tin đã để lại rất nhiều dấu hiệu có giá trị cho thấy họ hiểu cách làm việc của ADF và đã cân nhắc các trường hợp có thể xảy ra họ đã rút bỏ y phục để IDF hiểu rằng họ không mang vũ khí, cũng như đã vẫy cờ trắng đầu hàng. ADF khẳng định việc nhắm bắn vào những con tin cầm cờ trắng là một hành vi đi ngược lại với bộ luật hành động của IDF. IDF cũng tiết lộ các con tin đã kêu cứu bằng tiếng do thái trong quá trình tiến đến các chiến binh tại hiện trường. Trưởng tham mưu Hersey Halavi trong một cuộc họp với các chiến binh IDF về vụ việc đã nhấn mạnh, cho dù là con tin Israel hay người dân Gaza, chừng nào họ vẫn vẫy cờ trắng đầu hàng, thì chừng đó IDF vẫn không thể nổ súng. Hamas trong cuối tuần qua cũng đã không hề chờ đợi trước khi lợi dụng hình ảnh của các con tin bị ngộ sát để tạo lập các tài liệu tuyên truyền mới, phỉ bán Israel cùng lực lượng IDF. Với thông điệp IDF là một lực lượng khát máu đang đánh cược mạng sống của người dân do Thái lẫn Gaza. Cho đến nay, mặc dù Israel đã ngỡ ý mở ra một cuộc đình chiến tạm thời, phía lãnh đạo Hamas đã từ chối và đang có những dấu hiệu muốn sáp nhập với phe cánh Fatah thuộc chính quyền Palestine ở bờ Tây để giải cứu tàn dư của Hamas trước tình hình ADF đang ngày một nắm quyền kiểm soát chặt chẽ hơn ở Gaza. Sau thời gian điều tra vụ tấn công an ninh mạng vào hệ thống của Bệnh viện Ziv, Israel vào ngày thứ hai đã công bố thủ phạm là Iran, cùng lực lượng được nước này hậu thuẫn là Hezbollah ở Lebanon, Báo cáo từ Israel cho hay các hackers đã hoạt động trên danh nghĩa của tình báo Iran dưới sự chỉ đạo của các đặc vụ Hezbollah để đánh cắp một lượng lớn tài liệu thông tin bệnh nhân, khiến Bệnh viện Ziv của Israel phải tạm thời chuyển sang ghi chép bằng giấy viết, trong khi chờ đợi quá trình giải cứu hệ thống. Các hackers của Iran và Hezbollah đã khoe khoang thành tích đánh cắp 500 GB dữ liệu, bao gồm 100.000 hồ sơ bệnh án của các chiến binh Israel. Tổng cục An ninh mạng quốc gia Israel nhấn mạnh, Mục tiêu của cuộc tấn công là làm suy yếu tiến trình chăm sóc và hồi phục của các binh sĩ Israel bị thương, theo đó sẽ có thể làm chậm hoặc phá hủy tiến trình quay lại chiến trường của họ. Tuy nhiên, cuộc tấn công đã bị can thiệp bởi sự phối hợp của nhóm công nghệ thuộc Bệnh viện và Cơ quan An ninh Israel không cho phép các hackers gây nguy hiểm đến hệ thống vận hành của các thiết bị hỗ trợ y tế. Theo Tổ chức Nền tảng Bảo vệ Dân chủ FDD, thì các cuộc tấn công mạng nhằm vào Israel đã gia tăng ở tốc độ chóng mặt kể từ vụ thảm sát 7 tháng 10 nổ ra với các đặc vụ làm việc cho Hamas, Iran và Hezbollah cùng các phần tử khủng bố khác đã được ghi nhận. Các phần tử này đe dọa không những là Israel mà còn là các đồng minh của nước này. Riêng về Iran, thì nước này đã có lịch sử lạm dụng các cuộc tấn công mạng vào Israel cùng đồng minh như Hoa Kỳ để phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng. Để phản công, một đội ngũ nghiên cứu công nghệ Israel vừa qua đã gây gián đoạn hệ thống vận hành của các trạm đổ xăng ở Iran với khoảng 70% các trạm xăng mất khả năng vận hành tương đương 23.100 trạm trong số 33.000 trạm trên toàn lãnh thổ Iran. Nhóm công nghệ Israel khẳng định rằng hành động phản công này chỉ mang tính chất răng đe, cũng như đã cố tình né tránh các hệ thống dịch vụ khẩn cấp như bệnh viện. Theo đó cũng ngầm khẳng định rằng đòn phản công của mình hoàn toàn khác biệt về phương cách, mục tiêu, tư tưởng và nhận thức so với phía Iran và Hezbollah. Nếu quý vị thích thông tin này, xin đừng quên nhấn nút yêu thích cũng như chia sẻ và ghi danh để giúp kết nối gia đình, bạn bè cùng cộng đồng gần xa. Tony xin chân thành cảm ơn sự quan tâm cùng thời gian quý báu của quý vị. Sau khi tuyên bố thành lập Liên minh hàng hải quốc tế mới là Operation Prosperity Guardian, với 10 nước thành viên được Hoa Kỳ dẫn đầu, lực lượng Houthi đã thề sẽ tấn công mọi tàu chiến của Hoa Kỳ nếu xung đột leo thang. Tổng thống Biden vừa qua cũng đã ban hành lệnh di chuyển tàu hàng không mẫu hạm USS Dwight Eisenhower đến gần Vịnh Aden nơi mà Houthi đang hoạt động. Trong các cân nhắc về một cuộc tấn công và các tài sản chiến tranh của Houthi, thì những mục tiêu với khả năng cao nhất hiện tại bao gồm các địa điểm phóng tên lửa chính của Houthi ở Sana'a, nằm ở phía bắc Yemen, cũng như phía tây bắc của vùng lãnh thổ giáp với biên giới Ả Rập Saudi. Tuy nhiên, các quan chức ngũ giác đài vẫn còn e ngại một số yếu tố đi đầu là mức độ ảnh hưởng của một cuộc phản công vào Houthi lên chiến lược ngoại giao của Hoa Kỳ tại khu vực Trung Đông, theo sau là các hậu quả kinh tế mà Hoa Kỳ có thể gánh chịu nếu xung đột tại Biển Đỏ lan rộng. Kể từ ngày 19 tháng 11 đến nay, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn đã tấn công các tàu chở hàng và quân sự của nhiều nước qua eo biển vào Emendep gần 20 lần, trong khi các cuộc tấn công đã trở thành nguyên nhân hình thành liên minh bảo vệ hàng hải quốc tế mới, thì tại Yemen, các cuộc tấn công này lại tạo nên một làn sóng ủng hộ Houthi, cùng các hoạt động được xem là chống lại các thế lực kiềm hãm dây minh của lực lượng này. Nhìn chung, áp lực phản công và Houthi lên Tổng thống Biden đang theo chiều hướng ngày một gia tăng. Với sự thận trọng của Hoa Kỳ trong các bước kế tiếp, phần lớn được thúc đẩy bởi những cân nhắc về thái độ của Liên minh Nga, Trung Quốc, Iran và Bắc Hàn, khi mà bất kỳ biểu hiện suy yếu nào của Hoa Kỳ cũng có thể trở thành bàn đạp của những nước này trong nỗ lực phá vỡ tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại vùng Trung Đông. Sau khi giành quyền kiểm soát một khu vực đặc biệt mang tên quảng trường Palestine ở phía bắc giải Gaza, cũng như tiêu diệt khoảng 600 chiến binh Hamas trấn giữ khu vực này, IDF giờ đây đã cung cấp các bằng chứng về một hệ thống đường hầm quy mô được xây dựng với kỹ nghệ cao, nằm bên dưới quảng trường. Theo IDF, thì phát hiện này tương tự như việc tìm thấy một thành phố bên dưới một thành phố khác. Các lãnh đạo Hamas là Ismail Haniya và Yahya Sinwa cùng Muhammad Jaff được cho là đã sử dụng hệ thống đường hầm rộng lớn này như một tổng hành dinh giúp Hamas quản lý và theo dõi mọi hoạt động tại trung tâm thành phố Gaza, cũng là nơi được IDF gọi là quảng trường chỉ huy. IDF cũng đã công bố các bằng chứng cho thấy một trong các đường hầm đã dẫn lối đến nhà của lãnh đạo Yahya Sinwa, người được xác định là đã nhiều lần tẩu thoát trong gan tất qua một số lần chạm trán với IDF trong suốt quá trình bị truy sát ở Gaza. Tương tự như các đường hầm trước đó thì đường hầm này đã được trang bị đầy đủ các dịch vụ điện, nước, lương thực, camera an ninh. Một số vũ khí hạng nặng cũng đã được phát hiện tại đây, bao gồm nhiều tên lửa cùng các vũ khí phòng thân khác. IDF giải thích rằng hệ thống đường hầm này cho phép Hamas di chuyển khắp Gaza và ẩn nấu trong một thời gian dài. IDF cũng chia sẻ bằng chứng về việc Hamas đã đánh cắp một số lượng máy phát điện cùng pin mặt trời lớn từ dân thường để giúp tổ chức này tồn tại trong môi trường ẩm thấp dưới lòng đất qua nhiều tuần hay thậm chí là nhiều tháng. Vị trí của đường hầm được khai quật nằm giữa một khu vực dân cư cao cấp, bao gồm các dịch vụ dành cho giới thượng lưu như trường đại học, khách sạn, trường học dành cho người khuyết tật và cửa hiệu thời trang cô dâu cao cấp. Việc IDF cũng tìm thấy một phân xưởng hướng dẫn xây dựng đường hầm nằm cạnh các dịch vụ này đã khiến một chỉ huy IDF kết luận rằng giả định về việc người dân không hề hay biết những cơ sở hạ tầng quy mô này là rất khó tin đặc biệt khi khoảng cách giữa chúng và các khu dân sự khắp Gaza gần như không tồn tại. Thông tin này cũng đã khép lại phần tin tức đặc biệt hôm nay. Tony xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin đặc biệt kế tiếp.